mình nói cho mà nghe, mãi chưa nguyên hoài sao đẹp lắm. Yêu thương chốn này luôn nguyện một lòng dựng chung xây. Để mình nói cho mà nghe, nguyên huê với chiều dày lịch sử, bao nhiêu thế hệ mang về thành tính hôm nay. Đây là thầy cô luôn giúp đỡ chúng em học hành, luôn nhiệt huyết tấm gương đẹp đời, trong danh tiếng môi trường học tập đứng top đầu nghe. Hội thể thao văn hóa vui chúng em về nguồn, phong trào luôn tốt ở nhiều năm, bao nhiêu thế khi ra trường tô đẹp cuộc đời mãi sau. Trong trường nguyên huê luôn đầy đủ, khu nhà kính này học trò trải nghiệm thật hăng say. Để mình nói cho mà nghe, mai trường nguyên huê luôn rộng mở. Mùa thi tới rồi, mình cùng gắng sức nhé em. Đây là mùa thi bao giấc mơ sớm mai gọi mời, bao tinh thần ấm em chẳng rời, nơi tràn chứa tình cảm thầy trò, ký ức này không phai. Chẳng chưa chi biết tâm thi cứ sao lại lùi, nơi học tập xứng đáng nhiều năm, không nên đắn đo suy nghĩ nhiều, thi vào nguyện huệ nhé. Cho mà nghe, mãi trường nguyên hoài sao đẹp lắm. Yêu thương chốn này luôn nguyện một lòng dựng chung xây. Để mình nói cho mà nghe, nguyên huê với chiều dày lịch sử, bao nhiêu thế hệ mang về thành tính hôm nay. Đây là thầy cô luôn giúp đỡ chúng em học hành, luôn nhiệt huyết tấm gương đẹp đời, trong danh tiếng môi trường học tập đứng top đầu nghe em. Hội thể thao văn hóa vui chúng em về nguồn, phong trào luôn tốt ở nhiều năm, bao nhiêu thế khi ra trường tô đẹp cuộc đời mãi sau. Trong trường nguyên huê luôn đầy đủ, khu nhà kính này học trò trải nghiệm thật hăng say. Để mình nói cho mà nghe, mai trường nguyên huê luôn rộng mở. Mùa thi tới rồi, mình cùng gắng sức nhé em. Đây là mùa thi bao giấc mơ sớm mai gọi mời, bao tinh thần ấm em chẳng rời, nơi tràn chứa tình cảm thầy trò, ký ức này không phai. Chẳng chưa chi biết tâm thi cứ sao lại lùi,